lần thì đi ba hơi thôi, còn nếu mà em mà làm một lần thì em giữ năm hơi. Nhưng mà trong hai cái phương pháp đó, cái năm hơi với cái một cái bình thường là thì cái năm hơi thì đi một lần thì nó vẫn nhẹ hơn là cái đi ba lần. Chạy lấy cái năm hơi làm à, đó mình phải lấy cái đó mình quyết định. Có khi thì em giá giá cũng được 7 hơi. Tức là mình làm cái, tức là làm cái nào mà cảm thấy mình ít bỏ sức khỏe ra nhiều là cái đó là ưu tiên, chứ đừng bỏ để mất sức khỏe nhiều. Tức là mình làm rất ít mà mình khỏe nhiều, cái đó chọn. Dạ. Trong lúc tập cái cọc cái chọn. Ừ. Tại vì mình đã không có sức khỏe giờ mất sức khỏe đổ được. Thật ra khi mình tập cái nào mình thấy dù cái động tác mình nhiều á có lợi hay động tác ít có lợi chọn. Nếu động tác ít mà thở nhiều có lợi chọn cái động tác ít. Đó, cái đó thì phải nắm cho vững trong lúc tập. Tại sao mình tiết kiệm sức khỏe mà. Vì vừa tập khí công họ không có hiểu cái ý của ông thầy. Động tác là ông thầy, ví dụ bài tỷ thức kinh nó đưa ra vậy đó. Mục đích tập của nó là để máu huyết lưu thông. Thì trong cái động có những người khỏe khỏe, những người như ở Hằng Huy á, thì nó khỏe thì nó vận động có nó nhiều, nó vẫn cần vận động nhiều. Thì máu huyết lưu thông nhiều, bởi vì thằng trẻ con nít vận động rất là dữ, thế con nít chạy lăn xăng. Người cỡ thanh niên nó lăn xăng, nhưng tới tuổi nào nó chậm chậm lại. Thành ra cái đó là cái thiên nhiên nó thung thung luôn luôn nó theo cái tuổi tác con người. Thành ra khi tập khí công phải hiểu là mục đích là đưa khí huyết đi. Ví dụ tác thứ nhất của mẹ đưa ra dài, Huy có thể đưa ra đó, Huy có thể làm nhanh, có thể ba động tác được, một hai ba thì máu Huy đi nhanh. Nhưng mẹ khi một cái thôi mà thở ba hơi lại, mẹ lại thở ba hơi lợi hơn là Huy thở làm ba cái mà thở một hơi. Để ý coi sẽ thấy tại sao cái Huy đối với cái sức khỏe Huy bỏ ra thì nó không có hao phí, nhưng đối với mẹ rất hao do bệnh. Do đó mẹ phải thở nhiều. Thở nhiều đây không phải là thở sâu thở gì hết, đưa động tác chậm mà thở rất nhiều. Ví dụ từ đưa ra đó, nghe không? Còn không thôi mẹ để ra về thở năm hơi. Mà thở năm hơi để ý nha, năm hơi này nó không phải là đứng một chỗ. Năm hơi là khi mình ngửa ra. Dạ. À, ngửa ra rồi năm hơi. Hơi rồi đứng lại mấy hơi, đứng nguyên rồi xả cũng năm hơi. Ờ vậy được, thì phải chọn cái nào mà mình mất ít mức sức khỏe mà máu huyết lưu thông nhanh vậy thôi. Sau đó tập xong mình thấy mồ hôi nó ra nhẹ, thấy dễ chịu, cái sức khỏe nó tăng lên là chuẩn cái đó về sức khỏe đầu tiên. Năm hơi thì dễ, có khi em cũng ráng khi đi chín hơi. Thì thôi lấy năm hơi, cái trung bình trong một tháng, tháng sau mình nhích lên chút xíu 6 hơi. Yeah. chút thử coi sao. Đó là cái phương pháp, đó là cái phương pháp tập khí công. Nó có ba cái, thứ nhất là làm sao mình giữ sức khỏe, gốc cái sức khỏe cái lúc nào cũng phải còn, sức khỏe mất là thua, cái gốc cái chỗ đó mà ra cái sức khỏe rất quan trọng. Nếu mình tập mà sức khỏe không có thì không còn sức để tập. Thành ra vừa qua có một số người bị bệnh giống mẹ vậy, cái đi theo người ta. Hồi đó thằng ngoài Bắc có một ông cũng bị ung thư tụy nè. Ông tập mình một năm không có sao hết. Cái nghe là người ta nói ở ngoài Bắc có cái ông gì cho cái thuốc uống vô là mau lành. Ông muốn nhanh ra uống một cái nó dập cái nằm luôn. Thuốc nhưng biết là mình nói là cái gì, nhưng mà uống vô tự nhiên ông mất hết sức khỏe. Đấy, mấy tháng sau thuốc. Đó là vấn đề là cuối cùng kết. Ví dụ mình đi năm hơi, mình đi năm hơi, xả năm hơi, mình đi từ 1 đến 8, tốt hay là mình đi 1, 2, có như đi 3 lần, trước là thầy chỉ em tới 5 lần đúng không? Đó, thì cái nào tốt hơn? Cái nào? Tức là mình đẩy ra 5 lần hay sao? Dạ, đẩy ra 5 lần. Thì đẩy 5 lần thì nó vận động nhiều hơn? Vận động hơn, mà một bài số 1 là 1 tiếng đồng hồ. Ok đó. Biến sao khỏe thôi, cứ tại vì nếu mình đưa ra một cái đứng yên thì cái cơ nó không, nó làm yên chỗ à. Còn đưa ra nhiều lần thì mình giống như kéo dây thun ra nhiều lần. Thấy không? Kéo dây thun nhiều lần. Thì thôi em sẽ bài tập một kéo dây thun nhiều lần mà có máu nó nuôi luôn. Nó nuôi luôn. Thì mình có đó. Thì em sẽ đặt. Mà thứ hai mà mình để một lần vậy nó mà học mỏi nhiều hơn là kéo dây có ra ít mỏi hơn. Đó để ý sẽ thấy. Nếu mình tập lâu mình phải hiểu. Ví dụ mình để vậy mình sẽ mỏi nhiều hơn nếu mình cứ đưa ra. Lúc đang mỏi thì mình đưa ra đưa vô nó đỡ mỏi. Thì cái đó cái nào lợi hơn mình phải chọn chứ. Cái đó ông thầy không cần biết.
Ví dụ mình đưa ra ông thầy cứ để về mình ngửa ra năm hơi, nhưng cái mau mỏi lắm. Nếu mình ba hơi mà không mỏi làm sao, nếu năm hơi mà mỏi là thua, tại mỏi là nó phá khí rồi. Có khi em đi tới 9 hơi luôn á một bài. Đừng để mỏi, nó mỏi tay là phá khí. Có mỏi hay không? Mỏi hay không? Không mỏi thì được. Mỏi thì giữ được, còn nếu mỏi thì làm. Mỏi phải là phải dựa ra vô từ từ. Để cho nó không bị mỏi. Đó, cái đó phải linh linh động chứ không không có định. Thứ cái nguyên tắc của bài mình là chắc chắn bài tiểu tụy kinh nó tấn công vào cái bệnh này thôi, phải ráng để cho nó mình mà. Thì em sẽ tập bài số 1 và một bài số 3 làm nguyên một buổi sáng. Đó là số 1 và số 3 đó, tại vì nếu cái bệnh của mẹ nó nằm phút trên hay không à. Thành cái ba bài đầu rất quan trọng, bài dưới mấy bài sau nó phút dưới không à. Thành ra em đi ba lượt. Rồi. Ba lượt. Đó. Rồi thêm cái bài cái đó là về về tẩy tủy. Còn bài thái cực á là Huy phải chỉ mẹ cái thức này nè, thức đầu á. Rồi thức hai vậy. Cái này mẹ có tập. Ờ cái đó đó, cái đó. Cái đó nó cũng đánh vô đó, mà nó dùng cái nội khí bụng. Nó không dùng cái lực như tẩy tủy nó còn hao lực lắm. Còn cái này nó chuyển động liên tục. Cái đấy từ từ nè. Nhưng mà cái bụng phải cứng. À nó khó vậy đó, thật ra phải có người rờ hoặc là thôi mình phải đổ mình đi cái nghiêng vô, phải nghiêng người mới được. Vậy không phải được. Đó người ta kéo về. Đó là mình phải cái bụng nó căng đâu. Cái này giống như chèo thuyền á. Ví dụ có cái thuyền cho mẹ đứng chuyện ngồi chèo qua rồi rửa, không có chèo thuyền. Ở nhà có cái cây ngồi trên cái giường cái kéo qua kéo lại vậy. Nhưng mà không có cái chèo. Nó hay cái chỗ đó cái, bởi vì cái người chèo tại sao họ khỏe mà thấy nó chèo từ sáng tới chiều không khỏe, họ dùng năng điện mà họ không biết. Họ đứng nha, để ý là để là họ ngửa ra nha. Cái cô chèo thuyền cổ không để ý là cổ hơi ngửa ra chứ không phải cô kéo nha, cổ hơi vậy. Đẩy thấy cổ hơi xiên chứ. Toàn là dùng năng điều mà cổ không biết, có tưởng là cái lực tay. Mà cái một người đàn ông đứng lên dùng lực đó hồi cổ ông nó mệt chết bà, mà cô này vẫn bình thường này, ông này ngủ. Cái ông này không khôn bằng cô kia. Thành ra cái nhiều là ông, ê chị xích ra tôi cảm lắm hồi thấy trả gần chết. Nhưng ngồi xuống cô chào trời, ông qua tôi nè, ông cứ chèo hết suốt cái nguyên cục cái... Ờ rõ ràng là bà chỉ nghiêng nhẹ thì bà biết cách vận dụng rồi đó. Bởi vì mẹ mà nếu mà mẹ chèo thuyền được thì hết cái bệnh, nó nói thẳng luôn. Nếu mà mẹ chèo thuyền ngon mà chèo từ sáng tới chiều qua sông đưa người ta qua sông tháng chịu cái bệnh thì mất liền, giống cá. Những cái cô chèo thuyền không bao giờ bị bệnh ở ung này, giống cá. Nó hoạt động thì hoạt động liên tục, khi liên tục khi liên tục sao bệnh nữa. Bây giờ nếu mẹ là cái người chèo thuyền á không sẽ cái bệnh hết liền. Bây giờ coi hết cho coi tất cả lịch sử những người mà chèo thuyền không người nào bị bệnh ung thư này, chấm cá luôn. Khiến nên chèo thuyền khỏe đó. Ừ. Nghe bệnh gì vậy? Thì đó đó là cái phương pháp thứ hai là bà dùng cái phương pháp chèo thuyền thì dùng thái cực. Mà mình khô thân mình không phải kéo vậy không? Đấy là đó. Không phải kéo hay không là còn banh này nữa nè. À mình chào ra cái này là bơi. Rất là mẹ bơi ở dưới nước bơi nhái. Tưởng bơi nhái yếu hả? Kéo cái làn sóng mạnh để trường cái người tới mà cái ngực nó là khu trên, bởi vì cái cục mẹ phải để ý nó khu trên nó là cái bơi nhái, còn đẩy là ở dưới nó nâng lên, được nâng cái ngực lên, thấy không? Cái này kéo vô cũng nâng ngực lên, cái này banh ra, rồi cái nữa là đẩy lên, thấy không? Đẩy lên coi nó cái người bệnh phải thấy cái ý cái nó cái gì nó nằm ở đâu. Ví dụ mình đẩy lên thấy ở dưới có cái khí nó lên, đẩy xuống có khí ở trên nó đè xuống, thì cái người mình thấy ở dưới nó trong mấy động tác người bệnh phải biết cái này nó thấy nó dễ chịu, cái này dễ chịu hay cái này dễ chịu. Nếu cái này dễ chịu là nó đang bung hai đầu, cái cục nó đang phình hai đầu. Nếu mà kéo vậy là nó đang phình nó phía trước, cái rất là cái sự mà phân bổ cái tế bào nó đang lan ra hướng trước. Thành ra nếu mình thấy nó mình kéo giờ mình dễ chịu, tức là nó đang lan hướng trước thì mình tập cái này nhiều lần hơn, tập cái hồi chắc chắn bắt đầu nó sẽ phình hai bên lại, mình banh ra, tức là không chờ cho nó lan động ra, tức là phương pháp mình tập là dùng khí cô lập nó, tức là cái giống như mình nó là một cái chất lỏng mà mình ép nó xì ra, ép trên nó xì dưới, để ra mình ép đây, hồi cái mình ép đây, tức là mình cái tay mình giống như là đây là một cái sữa đặc nó để vừa nổ xuống nó trào ẩm, nó trào để chậm này, cứ liên tục chậm nhẹ, chậm qua dần dần cái thằng vòng ngoài sẽ bị khô, khô dần dần thành cái mai sẽ dài lên, bắt đầu nó sẽ cao lên dần, thì nó chết cái thằng vòng dưới, cứ làm vậy hoài hoài thì nó không có lan được, còn mình ngưng cái chết,
Cái tụ đầu đinh đó, hôm nay nó hơi tím. Đó, làm sao là không quan tâm như đó. Bây giờ nếu mà nó chịu có lên phải chơi trên xuống rồi đó. Trên xuống rồi đó. Đó là trên mình đè xuống rồi đó. Đó nói là hiểu rồi đó. Thế nó đang lú bên trên thấy không? Yeah. Tức là xung quanh mình đang dùng cái cách tập mình ép lên nó đang trào lên. Bây giờ mình chơi cái trò mà lên xuống vậy có thể nó tròi còi ra. Nó còi ra có thể nó biến thành cái cục cứng ngắc lại là nó tiêu. Giống như quả hiểm sơn á, nó xịt ra được là chết là nó sập. Cái đất mình nó bế tắc, nó nhờ của hiểm sơn nó mới xì ra. Nó giống như là cái trong cái trái đất mình giống như cục là một tế bào ung thư đó. Đứng đợi thì mình nó chui ra một chút nó thoát ra cái nó nhẹ. Nó luôn nó vẫn sống chung trái đất, nó thể giết trái đất bất cứ lúc nào. Bởi vậy trái đất đối với cái co là cái lõi của nó chính là tế bào ung thư của quả đất. Mình bỏ đất nó sống chung được, mình cũng vậy thôi. Phương pháp như vậy, nhưng mà mình hòa hoãn với nó. Bây giờ mình cái phương pháp mình giờ mình chưa tiêu diệt nó, mình kéo dài thời gian đối phó với nó. Mà mình càng dài nó càng tiêu, tại nó có tuổi. Không có tế bào nó kéo tới 10 năm đâu. Thế 10 năm là hết rồi, thường thường nó chừng 3 năm thôi chứ gì. Có kéo 10 năm thì coi như ảnh làng an rồi. Ảnh là một tế bào cũng là bệnh đó, nhưng bệnh cái bệnh nó không có mạnh nữa. Mình không cần đụng tới nó, sống chung. Nhưng giờ cái mình khỏe lại, cuối cùng mình với nó là bạn. Mình tập đều với nó hoài. Mình theo mình đoán tới ngày nó sẽ khô còn cộng lại. Hôm nay cơ thể anh hơi khó chịu là gần sáng á, thì nó toát mồ hôi mà mình lại thấy cảm giác mình hơi lạnh lạnh. Đúng là ngồi dậy làm đêm. Thường thường những cái hiện tượng đó là mình phải ngồi mình đối phó nó liền. Nó đang đánh mình. Chắc là bị điên. Không, tụi mình không để cái hiện tượng nó xảy ra. Mình phải đứng ngồi dậy giải quyết liền. Tại vì nó là bệnh mà, mình đang bệnh mà, mình đừng để nó đánh mình chứ. Thì lúc nào mà ghi cái giờ, thực mấy giờ vậy? Lúc đó mấy giờ, chính xác cái giờ đó. 3 giờ ngày mai đúng giờ đó mình ngồi dậy mình tập thở. Trước khi nó xảy ra, đừng cho cái hiện tượng uốn lạnh, mình chặn đầu nó liền. Sáng sau 2 giờ ren lại ngồi dậy rồi thở. Đó, thở kéo. Ngồi trước bàn kéo vô, kéo ra, đẩy lên, đẩy xuống. Đó. Tức là mình coi như cái đó là một cái đam mê của mình. Cái bệnh biến thành một cái đam mê, tức là tao lúc nào tao cũng nhắc nhở mày. Tao lúc nào tao giống như bây giờ mình thích cái công sáng nào tao, lúc nào tao cũng rảnh quan sát cái công, đương nhiên cũng cái công. Thì là tao lúc nào tao cũng để ý tới mày đó. Thì chắc chắn nó sẽ đúng. Tại cái ý chí con người khi muốn làm cái gì á, chắc chắn thành công. Làm tới cùng không có gì mà không thành công. Có thể nó cực một chút, dài một chút nhưng luôn luôn thành công. Nhưng mà bỏ lỡ một đường coi như thất bại đó, thì mình phải kiên trì tới lúc thành công thôi. Thì lúc đó em không biết là nó bị cái gì. Không biết, thì cứ ngồi dậy đó. Mình lúc đó có hai phương án, ngồi dậy đi ra làm cái gì trong bếp á. Chắc làm như con lạc vặt trong bếp. Thôi chuẩn bị cho buổi sáng trước cha, thì sáng mai khỏi nấu cô cho tụi này. Thôi giờ ta làm luôn. Sao? Vô ngủ tiếp. Dễ đó. Là sao hả? Tại lúc đó nó đang đánh mình thì mình làm chuyện khác, nhưng mình khi mình làm chuyện khác là năng lượng dư nó đánh nó, còn mình lo là nó mình thua nó. Phải hiểu cái ý là lúc mình đang lo cái đó, phải mình đang lo cái bệnh phải không? Thì mình ra mình làm chuyện bếp, thì làm chuyện bếp với tay mình nó lo làm việc thì nó quên cái bên trong, quên trong cái là dư năng lượng, đáng nhẽ nó cố ý nó làm cho cái năng lượng mình sùng lên để mình hao năng lượng nó quấn mình. Bây giờ tao không có giận, không có lo nữa, tao làm cái khác để cái năng lượng dư đúng hoặc là ngược lại. Mình phải suy nghĩ cách đánh nó vậy. Nó cũng khôn như mình, nó trong người mình mà. Nó không là dạng tế bào. Tại vì nó muốn quánh cho mình, cho mình lười biếng để nó đánh thắng mình. Giống như mình học bài sáng nay, thôi khỏi học rồi, ráng rồi vô thi rớt. Ngồi dậy chút thì không chịu. Sáng mai vô trúng cái bài mà tăng, tối nó không học á. Thường để ý là cái bài tối nó, mình bỏ cái trang đi vô học cái trang này còn chương này thôi đi ngủ đi. Sáng thức dậy, đến nhảy 5 giờ dậy thôi ngủ mẹ, cái khúc trang này bỏ mẹ. Ngồi dậy đến 5 giờ mà coi ngày sáng lại trúng ngay cái khúc đó. Nó đời nó hay vậy, thành ra mình cũng vậy thôi. Thì bây giờ nó đang bị vậy đó. Em quên không tập thấy cần cứ tập. Cái bài tập cái đó thì không. Hoặc là nếu mà tập mà vẫn cái đầu vẫn lo cho ta làm chuyện gia đình. À nhớ vậy đó. À, thường thường nếu mà nó có cái nó mà nó đánh mình mạnh quá thì mình làm chuyện bình thường. Chứ mà không đánh nó kích mình nó đánh nó. Mà nó kích với nó thì mình lúc mình đánh nó mình vẫn còn lo. Nhưng mà mình không đánh nó, tao làm chuyện khác.
Bởi vì cái thật bài thách cực mà thấy nó sửa cuộc sống cứ múa vậy không biết hết đâu cuộc sống, tức là khi lo múa mà lo ngó bằng tay vô tình lực cái cuộc sống này nó lăn cục cửa, nó chữa bệnh luôn mà mình không biết, mình đánh trống lãng cái lo cái này dương nông cái tay này, còn mình quấn trực tiếp á cái lo âu mình tăng lên. Nó hay vậy đó, cái kỹ thuật đánh cái chiến công nó khéo lắm, nó dùng thần không á. Ví dụ như tên giận tên bữa nay mình trong đau cái gì mình ra mình làm ra sắc bếp rồi đặt rau đặt cỏ rồi xào cơm làm ủa sao hết mẹ mình không tập mình còn không tư chạy ra quét nhà đâu nhà ủa sao hết mẹ đó là khi cậy mình lo làm cái khác á, cái thần nó dư nó quánh thần kia, còn mình lo nó coi mất năng lượng, mình lo mình biết rồi nó ra rau hóp má mất hết năng lượng, thành ra con người ta lo chết vì lo, những người già chết vì lo không hả, lo cái khó khăn trong gia đình buồn lo rầu con cái rồi chết, chứ không phải họ chết vì bệnh. Cũng như người về hưu cũng vậy, hồi đi làm không có sao, tôi về hưu chết liền vậy, về hưu nó lo nó tăng lên, còn lúc đi làm nó quen, buổi sáng này có chuyện nhà đi vô công ty quen hết rồi, lo làm này nó về là chuyện gia đình nó mới ập tới, còn nó ập từ sáng chiều cứ dậy hoài là chết. Bởi vì trong cái tài liệu Dan Carnegie nói hãy quẳng gánh quên đi và lo sống, quẳng cái đó đi và lo sống. Đừng có đeo lên vai, mặc vào bệnh tao đeo vai nhưng mà tao làm cái khác, tao quên mẹ tao đang đeo cái gì. Ví dụ như em đeo cái bao lô em đi làm, ủa không thấy đeo, cuối cùng đeo cái bao lô tới trường còn sạch hai cái tay coi, mỏi chết mẹ mình sao đeo lưng thái vậy, mình nó cũng đeo giống nhau, tại mình lo cái chuyện khác mình quên cái đó đi thì năng lượng nó thừa nó quánh nó mới tấn qua thằng kia, còn mình cứ lấy cái đầu mình tìm cách quánh nó vào như vậy không có được. Nhiều cứ đối diện như là giải đó, mình đối diện vậy mình nó giống như nó kích cho mình tức lên để mình hao năng lượng nó quánh mình. Bây giờ các thế giới chính trị đánh nhau cũng vậy, kích cho người kia nổi giận, kia đánh trước là mày thì lúc đó toàn thế giới mày sai không phải tao, còn mình quánh trước á, ví dụ giờ hai quốc gia đánh nhau mày quánh trước là mày ỉa mày hiếp tao, nhưng bây giờ tao không có làm mày quánh tao ăn mấy kia sao mày quánh nó. Nó đó những người lên tiếng là có thế là mình có cái tinh thần rồi, tao quánh mà tụi kia nó phụ rồi. Còn mình quánh là mày quánh mình thôi, còn tao làm chuyện bình thường mày quánh tao hoài là mấy thằng kia nó lên tiếng á, mà lên tiếng là cái tinh thần mình mạnh lắm đó, nó nguyên tắc vậy á. Thành ra đừng bao giờ mình nghĩ mình đối diện với cơn bệnh hết, nó đang đối diện vậy mình đánh trống lãng mà làm cái khác, nhưng mình đừng có tưởng mình đánh trống lãng chứ mình đang quánh nó. Đừng lúc nó mà dở chiêu quánh nó, mình dở chiêu lúc nó mà nó đang thắng mình vậy mình làm cái chuyện khác, còn nó không làm mình quánh giống nó trời nó vậy, nó không có làm gì hết, tao tập nó không phản ứng gì tao tập mày đó, mà nó đang phản ứng tao làm cái khác. Tao ra tao xếp này tao biết chữ từ thẳng hỏi cũng tiêu. Đó là cái chiêu, cái đó là tao gọi hư thực thật trong khí công. Thái cực là vậy đó, hư thật. Cũng như mình đứng cái hai chân này không biết chân nào tao bước chân nào lùi xong rồi quánh tao, còn tao đứng nhà tao dở bước cái chân này biết là chân tao bước thôi, tao đứng yên nhà mày đánh thương này tao bước chân này đâu biết, mày bước tới đây tao muốn chân này mà đâu biết, tao muốn bước chân này sao mày biết, tao đứng yên, mà nếu tao đứng mà tao chuyển cái người qua mày biết rồi, tao đứng bằng nhau hết vậy nó khó biết lắm, mà khi nó hở đòn người quánh rất là dễ, giống như là bữa này giống như là gọi là đánh về kỹ thuật với nhau chứ không phải là và sức khỏe nữa. Thằng mạnh nó ngu lắm, nhớ vậy đó, cái thằng càng mạnh càng ngu, nó ỷ sức nó quánh không à. Hạng Vũ chết vì sao? Vì ỷ sức khỏe. Cái hồi coi lại về cái dẫn những người có sức khỏe thôi, hay đụng chuyện là dùng hết sức đánh người ta không à, không bao giờ ngửi cái mũ con cái ông thư nó rất là mạnh nó quýnh người ta không à, mà nó quánh mình á, mình không quánh nó, nó quánh hoài nó chán. Lúc hoài không xin nghe kể mẹ mày là bởi vậy nó gọi là không. Bởi vậy trong cái tài liệu của người Ấn Độ là gọi bất bạo động thắng bạo động, cái bà gì mà người Ấn Độ đó hoàng ngăn đi á, thấy không, là chiêu đó đó, vẫn thắng. Nhưng mà thắng cái đó không phải là bác ngu, bác có sức bằng thằng kia, nhưng tao không dùng sức đánh mày, tao dùng cái thần nó đánh mày.
tôi dùng cái mô ta nắm mày. Lúc mình đợi mình có phải căng tay. Ừ, ví dụ đang đau tao làm cái ta. Còn không cho tôi quấn mà. À, chứ không phải lúc nó đau dở chiêu à. Tại vì lúc nó đau là nó đang mạnh lắm. Mình là cái người đang mình là bởi vậy bệnh. Tại sao lúc đối với cái tình hoàn cảnh mình đang bệnh, tức là nó mạnh hơn mình. Mạnh mình quấn nó hả? Ngu. Lúc mà đau thì đừng có làm gì làm chuyện khác, làm chuyện có phản ứng thì mình làm chuyện khác. Là chuyện khác, ra đi đá đi ỉa rồi chặt nhặt đồ lau cơm lau nhà hồi chứ tự nhiên nó đau á, nó đau rồi nó bắt đầu hết rồi lắc khỏi hết rồi tao đọc rồi. Lúc đó lắc đầu anh xìu xìu là anh vừa đến quảng trái để thử cái thằng này, thế nó làm nhiễu loạn thông tin ta, mà nhiễu loạn thì nó mất sức á, cái nhiễu loạn ghê lắm. Bây giờ thông tin mình đang ngủ được cái thằng nào lâu lâu tới đập cửa cái công cái này đi thôi, nó không phải, nó là không phải là thằng mạnh, nó chỉ là thằng con nít thôi, là muốn chết chứ thằng con nít rồi. Bây giờ tao là lực sĩ nè, tao ở nhà này đố nào quánh tao, thằng con nít đâu ngoài đây nó được khóc ra cái thằng nói gì đó chú làm gì quánh nó rửa đi lắc hồi thằng con gái nhỏ chóc chóc nhỏ tức đi ở chạy ra cái gì đó chú vậy hoài sao đây. Thì mình cứ bây giờ còn cái phương án mình phải cẩn thận, phương án thứ hai mình theo dõi cái bệnh đó tới giờ lần hai nó có những hiện tượng gì mình không có là biết, còn nhân lần một cứ vậy thôi, đừng để nó qua giai đoạn hai mình ém hơi giai đoạn một, tức là đừng chấm dứt. Mình ta chơi với mày, tao là fan với mày trong một tháng, cho cái giai đoạn một mày không cho mày qua giai đoạn hai, nhưng mà mình càng kiên trì bao nhiêu nó càng thua với nhau. Cái phản ứng này nó không có trong tài liệu thì nó phản ứng khác tài liệu, nó nghĩa là tới giai đoạn tiếp theo nó cái lan ra vòng xung quanh. Chỗ này nó không lan được nó phải đi gom. Nhưng anh trẻ thì cho nó xì ra, cho nó xì đi cỏ dùm sơn xì nó ngoài. Chính ra nó không có. Thật ra mình cũng phải. Tại vì mình có tập á, nó phản ứng mình nó không giống tài liệu. Tài liệu là cái để yên, nó không có đụng đến thì nó tự nó phát triển vậy. Còn đau lúc nào cũng sẵn sàng, đông đó nó chắc chắn nó sẽ đi đâu. Nằm đây. Nó kệ đó. Nó leo mà nó leo cao, còn mấy lần xung vòng xung quanh nó không bị. Trước đó bữa là lúc mà mẹ nói với thầy là mẹ bị đỏ. Nó có đổ xíu đây, bắt đầu lan đây. Đây nó lan đỏ chứ nó không có lan khối u. Không có lan khối u. Đúng rồi, khối u nó chỉ gom này thôi. Hay như khối u nó chỉ cao này. Nghe giống như nó bị mất đất, phải xây cao vậy. Giống vậy đó. Thì đó, tức là bị lục á, nó bị lục á. Nó cố vươn lên. Bây giờ mình không cần biết là cái quan trọng thứ nhất là sức khỏe đừng có suy giảm thôi. Tất cả những người bệnh mà thua cái này là do sức khỏe suy giảm. Nếu sức khỏe còn khó quánh lắm á. Có sức là khó quánh lắm á. Bệnh nào cũng vậy á. Bây giờ hỏi thằng bệnh phải nằm trong giường sao tao mới sống sống vậy. Tức là tao khỏe rồi, nó chưa quánh mà được. Nó quánh nữa mình nằm im một chỗ là thua rồi đó. Là mình không còn sức quánh nữa. Bây giờ chức khoát giữ. Em tập từ 1-8. Bữa nào không thấy thì còn nếu nó quánh mình thì nên làm chuyện khác. Còn lúc nào rảnh là quất mày. Thành ra một ngày 8 tiếng, thường thường nó có một ngày là có khoảng là 16 tiếng là không có ánh nắng. Tức là 8 tiếng của chuyện trời đất nó quánh được, 8 tiếng là của phục khí, nguyên khí đó, nó khó quánh lắm. Còn 16 tiếng là thời gian này mình quánh nó, tại 8 tiếng nó cũng lấy nguyên khí luôn. Nhưng mà nó cũng nằm đó, bây giờ tao thức dậy là tao quấy rối về suốt ngày. Quấy rối thôi, chứ mình quẹt quẹt, nhưng tao không có làm gì, cứ đúng giờ tao làm. Chỉ trong 16 tiếng mà, nếu tao làm thêm 10 tiếng thì mày còn có 6 tiếng. 6 tiếng mày làm sao mày làm được cái gì? Nó cái thời gian tấn công nó phải hơn cái giờ sinh hoạt mình mới được. Nó quánh phải trên 10 tiếng. Mà nó cái thằng cái nó là đánh không vô thức, tức là nó tự nhiên của nó không có chỉ huy. Còn mình lấy não chỉ huy tế bào tao luôn luôn đánh mày rụt quấy rối liên tục. Khác, còn nó là cái đúng giờ, nó có giờ giấc nó làm này làm kia. Nó giống như một con vật, nó có đúng giờ giấc như con cọp đúng giờ đi ăn đi săn thú vậy, nó vậy đó. Nó có cái chuyện chữa nó, mà trời đất nó không bao giờ nó theo có một cái gì chỉ huy giống mình có não chỉ huy làm thay đổi cái giờ giấc của thiên nhiên được. Nó là một cái sinh vật theo thiên nhiên, nó hoạt động theo giờ giấc của nó. Còn mình phá rối hết thì nó sẽ yếu đi. Mình theo chủ trương đó. Thành ra hôm nay nó về là cái này để cái bài thả cực mà đẩy ra. Đẩy ra là làm sao cái bụng khó lên cái bụng. Đứng đặng thành nó có thể đứng chập số kẹo. Tức là nhà có cái cây chèo đứng chèo, mà ở dưới có cái đặt cái cây nước kéo, kéo nước là ngon, đẩy nước, để cái cây vô cái gì mà đẩy nước được, mà không có thì nó phải có người cặp, tức là kiểu gì đẩy cái cây nó cứng thầy đẩy nó bình thường. Là
Nó không có gì hết. Chứ không, nó không phải đẩy bằng lực mà tức là số. Cái người mình ngã ra mình đè lên nó. Mình ngửa lấy cái trọng lượng mình lôi nó, chứ không có dùng lực, cái tay chỉ là cái sợi dây ấy. Tay chân chỉ là cái một sợi dây lôi cho nó đi thôi. Còn người cái là cái, mình giống như cái người mình chặt hết hai tay cột lấy sợi dây cột nó ngửa tới, đè nó ngửa ra vậy thôi. Tức là dùng sức hút cái đó. Chứ đâu có dùng lực. Mình nó yếu dùng lực gì, cái trọng lượng má mẹ mình mới dư 60 kg mà. Xô tới là 60 kg mà. Ngửa là 60 kg thử vào cái gì để sao lưng. Lấy cho nó tập chứ, cái tay để cho có thôi. Nhưng mà cái chay là cái sợi dây truyền vô. Thấy không? Bởi vậy phải khó chỗ đó. Bởi vì con người ta nhiều, có nhiều người không bao giờ nghĩ tới cái sức nặng của mình để lợi dụng để làm việc hết á. Cái dùng cái cơ bắp không á. Mình để giống như mình để cái thân này tôi nghiêng đó. Thấy không? Đó, bụng cứng ngắc. Nghiêng vậy thôi, đừng nghiêng thẳng nha, cái bụng cứng ngắc. Tức là mình lấy cái nè, ví dụ là cái vai mình đây nó có cái cây, có cái tủ rồi. Nghiêng cái người xô tủ đó, người ngửa người đè cái tủ ra. Nghiêng người á, cái thân đè cái tủ đó, cái thân đè cái tủ ra chứ đừng dùng cái tay giống vậy như mình, cái tay để nối ra thôi. Giống như mình cột cái cây ra để cho nó cái nghiêng người đẩy cái tủ, ngửa người đẩy tủ xong có cái cây ở giữa trung gian, có tay thả lỏng này. Thì mới ra cái đó được. Thì cái đó khi mình làm trúng nó tức là cái nè, cái không nè. Mình ngã ra vậy mà không ngã tức là mình sức hút cho đất nó xuống vậy là nó đè cái này đi mà cái này là bao nhiêu mà đang để rồi cái này đâu có bị lực gì, cái này nó ngã nó đè này nghiêng ra mà cái tòa nhà nó đổ nó đè cái này nghiêng ra, cái tòa nhà nó đổ xong cái này bị nghiêng, chứ đâu phải là cái tòa nhà nó xô trái đất phá, trái đất nó cái sức hút cho đất nó xô. Đưa thẳng tay không vậy hay đưa không để bình thường thôi đó cái nghiêng. Nghe không? Thấy không? Lúc đó mình nếu mà để gì đó là cái trọng mình không dùng công nghiệp cái trọng lượng mình, cái trọng lực mình xô cái nó đi. Đứng lên làm thử coi. Đó cái bài đó hôm nay là nhắc lên cái bài thái cực, dùng thái cực và tập. Cứ làm đứng dậy theo đứng dậy xô. Đó. Nhỏ chân ra để xô. Bây giờ chị Huy đứng đỡ cho mẹ thử coi. Tức là để cái tay vô nhìn lại nè. Chị nghiêng cái người chị hết đất lên cái tay của thầy nghiêng thả ra, đó vẫn chưa thả đâu, sợ té, thả người hết đè lên hết cái thân người cái vẫn còn tay sợ té, nhìn biết liền à. Huy để vô thấy mẹ bỏ rồi bà sợ té rồi, thấy nhẹ hèo phải thấy nằm xiêm ra rồi lùi từ sau ra coi đó thì đó vậy mới là ngã thật đó. Đó, còn hồi nãy nhát quá. Đó, cái mạnh hơn Huy nó đỡ không nổi phải gỡ đó nó mới thấy. Rồi để yên vậy đi, sao đó đứng vậy tập cái đó. Làm sao nó giống vậy thì nó mới có. Thế không? Nó đâu dùng lực đâu mà thằng Huy nó nặng. Còn hồi nãy sợ té cái gì? Sợ té rồi, cái té thiệt luôn. Mà kèm lại. Có té thiệt mà kèm lại mạnh lắm á. Còn nó sợ té, sợ u đầu, u tráng thôi. Có bây giờ thanh long cái thằng rớt xuống mình cầm huy thấy nặng thì nặng mình tung ngã là đó, thả tự nhiên nó làm như mình té thiệt, mình chống như đó mình chịu đó, lấy cái đó tập một cái cứ vậy giữ luôn hoài đó, rồi rắn cố ngược lại đó, để nguyên vậy đó, đang để nằm giờ thử rắn ngược lại khó lắm, đâu bây giờ nó rắn đứng lên không được thẳng lên đứng vậy cứ rắn. Rắn kéo lại, ngã nằm xuống luôn. Đó rồi giờ rắn ngước lại mà không được dùng lực, rắn ngước lại sao? Cứ đi nha, rắn ngược lại sao? Đó thấy không? Nó cứng nhắc nó ngọt, từng ngọt đó, khi nó vô đó, cái có gì đây chứ bụng mới lên, ngọt lại sai rồi. Mẹ giòn đó, cái này nó bật lại. Nó giống như là mình một cái thật là cây miếng cây bị đổ như vậy đó, rồi có Huy để giữ cho khỏi té rồi. Nó công rất là thua, công rất là thua. Người nó thẳng băng như cái nó như này nó đổ xuống, cho nó đổ tự nhiên, thằng Quy nó đỡ cái gạch, không cho nó rớt xuống. Tức là mình tự là mình tự té xuống. Đó phải có cái gì được đó tưởng vậy. Đó là công đích lòng được. Thẳng đích phải thẳng, được cái nằm nghiêng dựng cái vai nhẹ đi rồi đó thẳng đứng vậy đó. Lòng cứng người vậy rồi, không được nằm nhõng mông rồi, nó không được nhõng mông. Không được nhõng mông rồi rắn ngược lại. Không được, ngọng ngông rồi thua. Đúng rồi. Thì từ từ phải bật cái cổ mà. Cứ để yên vậy,
cứ ngửi thì thấy bắt đầu có cái hơi nó thẳng lên tới đầu, cái khoang làm nhanh đâu phải làm nhanh. Cái đó bây giờ cái nằm đó giờ tôi nghi cho ông Huy giống giữ vậy đi, rồi bây giờ cứ từ từ ráng đứng lên, không được nhõng ngón, cứ từ dưới ráng gương lên, từ dưới gương lên, tự nhiên cái cột sống nó dính lại một cột đó, đâu được nhõng sao không? Không thì cứ đâu có ép lên liền, cứ nó lên từ một mm thôi, đâu cần lên nhiều lần rồi lên 1 mm, đừng có lên cái mông, có đứng dậy lên từ cứ để yên là lên từ từ, ngày cũng yên rồi cứ nằm nghiêng đi chưa gượng lên, rồi bây giờ từ dưới nhích lên, từ dưới chân lên nhích lên từ không, đừng nhích cái mông đừng nhích cái vai lên trước đó mới được đó, vậy thấy nó ngộp không, đó cái khiến nó bay lên không đó, một cái thấy nó mạnh dễ sợ chưa, bằng mấy lần tập không, còn trước khi tập vậy thì yếu quá, còn ta nặng như đó nó lên cái đỏ cái mặt lên đó, rồi điện khí nó mạnh vậy đó, thấy không, chị thấy một bằng 10 lần chị thở luôn, làm được một cái cũng chết rồi. Dạ, chết rồi thì nó chỉ làm từ từ vậy thôi. Dạ. một chiêu mà làm được một cái vậy coi cỡ mạnh cỡ nào. Dạ. Mới tìm ra thấy có cái hơi dưới nó đẩy lên phình lên trên lên đầu, làm lại cái đó nhẹ nhẹ, cứ làm một cái không cần nhiều, cái vai lên trước cứ từ từ đó, ráng thở đều đó, thấy không, một cú là cái máu nó chứa ở dưới nó vô lên đầu là khủng khiếp luôn đó, tập vậy á, cái đó là gọi là thái cực khí, tức là khi để nghiêng vậy rồi cứ tự tự không cần cách nào rồi hết vô lên chút xíu rồi thở ra bằng thang qua rồi thực khoán rồi làm nhiều lần cả trăm lần lên cũng được, nó phải lên một cái lên liền đó, lên chút thở, lên chút thở, dễ không, nóng là cái thở cứ mỗi lần nhích lên cái thở, không cần lên liền này, để vậy nhích lên cái thở rồi cho rớt xuống hết cái thở, chứ đừng cho lên liền, nhích lên Huy tỏ lại cái vai đi rồi nè, rồi gượng lên, không cần lên cũng được, bắt đầu nó ngọt ráng gượng lên nhảy cứ qua lên trước rồi thở ra rồi cho nó rớt xuống lại đi. rồi gượng lên nhảy đó, đừng có nhích lên, không cần cái vai lên từ từ thôi, miễn mà thấy cái hơi nó dâng lên dưới đất, nó dâng lên tới đầu, nó căng căng cái đứng gì chịu, cái thở ra rồi làm nữa đó, làm vậy thôi, nó cần thấy lên liền, còn yếu mà sao lên nổi đó, thấy nó ngột lắm, thấy cái hơi dưới chân nó đẩy lên tới đầu, hồi cái mặt nó hồng lên luôn á, bắt hồi nó phình cái cổ lên, nó lên càng lên tới đầu càng ngột lên chút, nó thở đó, nó làm từ từ, làm chừng 3 cái nó chết rồi, nếu mà làm quen nó làm 1100 cái thì cái máu nó mạnh cỡ nào, cái hồng nó nóng thần thực mà có thấy có cái gì ở dưới đất nó đẩy lên nha, cái đó là đúng đó. Đó cái đỡ tập như đó, cái đó là mình dùng cái ý là hiểu cái ý nó tập vậy, cái này cũng giống cái đó đó, mà tại không giặt chị không có làm được thì phải không cho xài cái tay, ngửa ra vậy rồi cái ráng ngựa đứng lên ra như to ngựa ngửa ra sau đó, giờ từ rồi ráng ngựa đứng lên thôi, mà thấy không đó, thể ở nó cái thấy cái hơi nó ra không, đó nó ra đó, nó xì hơi độc ra đó, rồi ráng ngựa lên đó, thế là cứ vậy đó, cái đó mới ghê đó, cái đó mới thật độc đó, thải độc tí đó, thải độc thế là từ từ bị không quen rồi nữa chậu đừng hút được cái nhóm mông cái vai lên trước đó, nó ngột lắm, rồi thở lên nữa thì thở đi, rồi cứ làm từ từ mỗi ngày lên chút đó rồi cái đó là nữa là dùng cái tay để cho khó rồi, cái đó là nghiêng vậy, trời ơi nó ngột, nó tập một cái đó là tập một thức phẩm chết rồi, chứ đừng có thêm hiểu cái ý ra, cái đó là khác cực kỳ công, cấm từ rồi rắn ngửa ra, đang ngửa ra, đó. Cái vai lên trước không được cái mông, không có từ từ mỗi ngày chút vậy đâu, mò tùy khoảng cách của mình, mỗi ngày làm chừng 30 cái, làm được cái nó hồn người nó bừng lên, thế rồi giờ cái nữa là chị vận khí rồi, chị làm cái máu nó lên đầu, hồng cái mặt này, đẩy này nó chạy lên trời, nó ra xì ra, làm được cái đó là con đừng hào ngôn thân mà sống, cái đó là khí lực á, nó ghê lắm, nó mạnh lắm. Làm theo có cái hơi nó hút lên
đó, đứng này đứng này đứng đứng rồi giờ không cần gượng lên, cứ từ từ cho nó không cần đứng lên liền, cứ đứng dậy ráng 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 đi nghiêng nhiều cái ráng 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 cứ càng nghiêng càng ráng, rồi bắt thẳng cái hơi hơi lên cái đứng này chịu rồi thả nghỉ rồi cứ nghiêng lại rồi cứ lên cái thả thấy cái hơi này cứ lên này mới đầu lên tới đây nữa lên tới đây nó lên cái mặt là mặt đỏ như lửa đó. Mà tất cả các hơi độc nó ra ngoài không có tế bào sống nổi, bởi vì luyện khí ngày xưa nó luyện vậy, nó khỏi cái mặt đỏ này luôn, mặt đỏ hồng này luôn, máu nó lên nhiều khủng khiếp, nó lên tới hàng triệu, máu nó lên cực đại luôn.